Đây là tôi hiện tại, 18 tuổi và yêu đời. Nhưng trước đó, tôi thích sống trên mạng. Bởi vì tôi có thể trở thành bất kỳ ai tôi muốn, làm mọi điều tôi thích, và luôn có người ủng hộ tôi. Nói sao nhỉ? Đây là cuộc sống hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức tôi chẳng bao giờ muốn rời bỏ nó. Thế rồi một ngày, cuộc sống ấy biến mất đột ngột. Ê mày ơi, tắm vô Facebook được, mày lót ngạc làm sao ấy? Tôi làm mọi cách có thể thì để giành lại được nó. Nhưng tất cả đều vô vọng. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều thứ. Ở ngoài thế giới mà tôi luôn muốn níu kéo, thực ra mới chính là nơi tôi thuộc về. Nơi đó mới thật sự là tôi đang sống.